Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ, kính đảnh lễ quý cô tu nữ ạ. Xin kính chào tất cả quý vị học viên ạ. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta hướng tâm về thời kinh tâm Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu perisi karata te chantali ke vimane di bera te jagame taru anagahane ye hawa thomi khe te phum ma cha ya tu de wa cha la tha la visame ya kha yam tha panaga Tithanta santike yang muni warawacanang sathavo me sunantu thamma savanakalo ayam fadanta thamma savanakalo ayam fadanta thamma savanakalo ayam fadanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyam Bi Buddhang saranang gacchami Tutiyam Bi Dhammang saranang gacchami Tutiyam Bi Sanghang saranang gacchami Tatiyam Bi Buddhang saranang gacchami Tatiyam Bi Dhammang saranang gacchami tatiyam bi Sanghang saranang gacchami Iti biso bhagava arahang sammasambuddho viccacarana sambandho Sugato lokaviru anuttaro purisa dhammasa ratisattha deva manussanang buddho Bhagavati nati me saranang anyang buddho me saranang warang Etena saccha vaccena hontu me jayamangalang Uttamangena vandehang badabang somvaruttamang Buddheyo khalito doso buddho khamatutang mamang Sakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhitinathime Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Warang Etena Saccha Vaccena Hontu Me Jayamangalang Uttamangena vandehang dhammang cha duvithang varang Dhammeyo khalito doso dhammo khamatutang mamang Subhatibhanno bhagavato savaka sangho Ujubhatibhanno bhagavato savaka sangho Nyayabhatibhanno bhagavato savaka sangho Samichibhatibhanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani atha purisa bungala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anjalikaraneyo anuttaram bunyang khetang lokasatinathime Saranang anyang sangho me saranang warang Etena saccha vaccena hontu me jayamangalam Uttamangena vandehang sanghang chaduvithottama Sangheyo khalito doso sangho khamatutang mamang Vandami chetiyang sabbang sabbathane subhatithita Saririkathatu mahabodhen buddha
sakalang sada sambuthe athavi sancha dada sancha sahasake pancha sata sahasani namami sirasaha te sang dhammancha sanghancha adare namami hang namakaranu phave nahanto sabbe ubadave aneka antaraya bivinasantu ase sato sambuthe pancha panya sancha chatu visati sahasake dasata sahasani namami sirasa aham te sang dhammancha sanghancha adare namami hang namakaranu phave nahanto sabbe ubadave aneka antaraya bivinasantu ase sato sambuthe navutarasate athachatali sasahasake visati sasahasani namami sirasaha te sang dhammancha sanghancha adare namami hang namakaranu phave nahanto sabbe ubadave aneka antaraya bivinasantu ase sato sabbe burati maya disaya sata avera sukhi hodu sabbe burati maya Yanu disaya sata avera sukhi hodu sabbe dakhina Yadi saya sata awera suki hontu sape dakinam yanu di saya sata awera suki hontu sape paiti maya di saya sata awera suki hontu sape paiti maya nu di saya sata awera suki hontu sape Uttaraya disaya sata awera sukhi hontu sabbe Uttaraya nudisaya sata awera sukhi hontu sabbe Uparimaya disaya sata awera sukhi hontu sabbe Hetimaya disaya sata awera sukhi hontu sabbe Sata awera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu amikha hontu dikha yuga hontu agoga hontu sampatti samicchantu sukhi atana pariharanto dukha patta chanidukha phayapatta chanifaya soka patta Jani soka hontu sape pipanino akasatha chafumatha dewanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhang tu sasanam akasatha chafumatha dewanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhang tu nogaru Akasatha japumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tunyatayo Akasatha japumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tupanino Akasatha japumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tuno sada Idang watano bunyang asawakhaya wahang hontu anagate kale Sadhu. Dạ, thời kinh Tâm Bảo đã xong. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Thầy Giá. Xin kính chào lớp.
Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số phần kinh định lễ sư à. Rồi. Mình sẽ học tiếp phần bài số 14. Đó là phần đọc đọc văn và trả lời câu hỏi. Trả lời một số câu hỏi liên quan đến bài học trước, rồi giờ chúng ta sẽ đọc đoạn văn trả lời các câu hỏi còn lại. Câu số 1. Thưa sư, hôm trước mình còn cái bản biến cách của danh từ trung tính để ngữ ý, mình chưa học hả sư rồi? Dạ thưa sư ạ. Dạ, chưa học cái danh từ trung tính để ngữ ý. Đây, để mình học cái bản kia đó trước đi ha. Cái đó là như có đọc, chưa cho phần tử đọc đó sư. Mình nghĩ mình không học cái phần đó. Dạ. Có nghĩa là cho đọc, phần tử chưa đọc đó, cho quen đó. Tìm đọc cái phần ý trung tính trước ha. Đây là bản chia của danh từ trung tính bị ngữ ý, như là chữ hoa rí. Thì đây là bản chia tóm tắt ha. Tại cảnh tới mình cũng quen rồi, mình sẽ chia luôn trực tiếp vào trong bản chia tóm tắt. Sau đó chúng ta lấy một danh từ nào đó mà dạng ý trung tính theo không biết tìm xem lại trong phần bài học có liệt kê đó, chúng ta đem cái danh từ đó đưa vào để mình kia. Rồi chỗ cách số ít là wari, số nhiều wari wari ni. Đối cách số ít là wari, số nhiều wari wari ni. Sử dụng cách số ít wari na, số nhiều wari hi wari phi. Chỉ định cách số ít là wari no wari sa, số nhiều wari năng. Số cách số ít là wari na wari ha wari ma, số nhiều wari hi wari phi. Sở thuộc cách số ít là wari no wari sa, số nhiều wari năng. Định sở cách số ít wari ni, wari hi wari mình, số nhiều wari chu. Thuộc cách số ít là wari, số nhiều wari wari ni. Cái lần nữa, chỗ cách số ít là wari, số nhiều wari wari ni. Đối cách số ít wari, số nhiều wari wari ni. Sử dụng cách số ít wari na, số nhiều wari hi wari phi. Chỉ định cách số ít wari no wari sa, số nhiều wari năng. Số cách số ít wari na wari ha wari ma, số nhiều wari hi wari phi. Sở thuộc cách số ít wari no wari sa, số nhiều wari năng. Định sở cách số ít wari ni wari phi wari mình, số nhiều wari su. Hồ cắt số ít wari, số nhiều wari wari ni. Rồi giờ mà lớp giơ tay lên để mình tập chia danh từ trung tính bị ngữ ý, để mình tập chia để thứ nhất để mình hiểu, rồi sau này để có làm bài tập mình phải nhớ, mình nhớ được phần nào đó thì mình mới dễ giải bài tập được. Tôi kêu con hãy mời lớp đọc bài chứ. Dạ xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ ác khí là con mắt đó sư.
chủ các số ớt ác khí số nhiều ác khi ác khi ní đối các số ớt ác khi số nhiều ác khi ní sử dụng các số ớt ác khi na số nhiều ác khi hí ác khi phí chỉ định các số ớt ác khi nô ít ác khi xá số nhiều ác khi năng số sư các số ớt Akina, Akimha, Akisma, số nhiều, Akihí, Akifí. Sở thuộc các số ít, Akino, Akisá, số nhiều, Akinang. Định sự các số ít, Akini, Akimhí, Akismin, số nhiều, Akisú. Hồ các số ít, Akhí, số nhiều, Akhi, Akini, thư xuân xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bà sư, con chia cái danh từ trung tính đó là ác khí, là xương. Chủ cách số ít là ác khí. Số nhiều là ác khí, ác khí ní. Đối cách số ít là ác khí. Số nhiều là ác thi, ác thi ní. Sử dụng cách số ít là ác thi na, ác thi hí. Số nhiều là ác thi hí, ác thi phí. Chỉ định cách số ít là ác thi nô, ác thi xá. Số nhiều là ác thi năng. Xuất xứ cách số ít là ác thi na, ác thi ha, atisma, số nhiều là atihi, atifi, sở thuộc cách số ít là atino, atisa, số nhiều là atinang. Định sở cách số ít là atinhi, atini, atismin, số nhiều là ác thi số, hô cách số ít là ác thí, ác thi, số nhiều là ác thi ní. Và bạch sư con xin hết. Mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc bản biến cách danh từ. Bản biến cách của danh từ trung tính, vị ngữ ý giống như là sát thí, bắp vế ạ. Chủ cách số ít sát thí, số nhiều sát thi ní. Đối cách số ít sát thinh, số nhiều sát thi ní. Sử dụng cách số ít sát thí na, số nhiều sát thi hí, sát thi phí. Chỉ định cách số ít sát thí nô, sát thí xá, số nhiều sát thi năng. Xuất xứ cách số ít sát thi na, sát thiêm thiêm hà, sát tisma, số nhiều sát thi hí, sát thi phí. Sở thuộc cách số ít sát thi nô, sát thi xá, số nhiều sát thi năng. Định sở cách số ít sát thi ní, sát thiêm hí, sát tisminh, số nhiều sát thi số, hô cách số ít sát thi, số nhiều sát thi ní. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc cái bản biến cách của danh từ trung tính, vị ngữ ý như là chữ là qua rí là nước. Chủ cách số ít qua rí, số nhiều qua rí, qua rí ní. Đối cách số ít qua rin, số nhiều qua rí ní. Sử dụng cách số ít qua rí na, số nhiều qua rí hí, qua rí phí. Chỉ định cách số ít qua rí nô, qua rí xá, số nhiều qua rí năng. Xuất xứ cách số ít qua rí na, qua rim ha, số nhiều qua rí hí, qua rí phí.
sử dụng cách số ít warino, warisá, số nhiều warinang. Định sở cách số ít warimhí, warismin, số nhiều warisú, hô cách số ít wari, wari, số nhiều là wari, wariní. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin chia đẳng đến cách của danh từ trung tính vị ngữ ý như là sắc tí là bơ, chủ cách số ít sắc tí, số nhiều sắc tí, sắc tí ní, đối cách số ít sắc tí, số nhiều sắc tí, sắc tí ní, sở dụng cách số ít, số ít sắc tí na, số nhiều sắc tí hí, sắc tí phí, định sở cách số ít sắc tí nô, sắc tí xá, số nhiều sắc tí năng, sắc tí cách số ít sắc tí na, sắc tí hà, sắc tí na, số nhiều sắc tí hí, sắc tí phí, sở thuộc cách số ít sắc tí nô, sắc tí xá, số nhiều sắc tí năng, định sở cách số ít sắc tí ní, sắc tí hí, sắc tí niên, số nhiều sắc tí số, hô cách số ít sắc tí, số nhiều sắc tí, sắc tí ní. Đã thưa sư con xin hết ạ. Đã thưa sư, các Phật tử đã đọc xong bài. Em đọc. Đã, xin mời Ngọc Trân. Dạ thưa sư con xin chia. Con đọc bản miếng cách danh từ trung tính, vị ngữ, ý như là từ ác khí con mắt. Chủ các số ít ác khí, số nhiều ác khí ní. Đối các số ít ác khí, số nhiều ác khí ní. Sử dụng các số ít ác khí na, số nhiều ác khí hí, ác khí phí. Chỉ định các số ít ác khí nô, ác khí xá, số nhiều ác khí năng. Sử dụng các số ít ác khí na, ác khí hà, khí na, số nhiều ác khí hí, ác khí phí. Sử dụng các số ít ác khí nô, ác khí xá, số nhiều ác khí năng. Định sở các số ít ác khí ní, ác khí hí, ác khí ní, số nhiều ác khí số. Hồ cách số ác khí, số nhiều ác khí ní. Cảm ơn sư xin hết. Cảm ơn sư, các Phật tử đã đọc xong bài ạ. Rồi bây giờ chúng ta trả lời phần, trả lời câu hỏi ha. Rồi đây là năm câu hỏi của bài 14. Câu thứ nhất đó là Panjamay Vipatti trong tiếng Bali thường được sử dụng trong trường hợp nào? Ai trả lời câu này? Ai trả lời câu này? Thưa sư, Panjami Vipatti là mệnh lệnh cách trong tiếng Bali sử dụng trong 3 trường hợp, là dùng để sai bảo một người nào đó. Cái trường hợp 2 là cầu khiến hay cầu khẩn hay ước muốn. Trường hợp 3 là để chúc tụng đến một người nào đó. Rồi, cảm ơn. Câu số 2, gạch dưới các động từ mệnh lệnh cách đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này thì khi đọc đoạn văn thì mình sẽ gạch dưới ha. Câu số 3, hãy chọn một động từ nào đó và tập chia theo bảng chia động từ dạng mệnh lệnh cách. Ở đây hôm trước thì mình học cũng đã thực hành rồi. Câu số 4, hãy tập đặt câu với các động từ Vipacchetti, Pacchetti, Pariyasetti, Pavisetti, Charetti theo hình thức mệnh lệnh cách. Câu số 5 thì tìm các danh từ trung tính vị ngữ ý có biến cách như wari và tập chi chúng. Phần này nãy thì mình thực tập rồi. Bây giờ chúng ta còn phần đặt câu với 4 động từ, 5 động từ.
ta tập các câu nói dạng mà lệnh cách ha. Rồi đây là năm động từ để mình tập đặt câu ở dạng mà lệnh cách. Giờ mình viết đi, viết rồi post lên tin nhắn sẽ copy đi lại. Cặp tử dẫn chương trình đó, nếu mà không có ai thì mình tụng luôn. Rồi, tại cái phần hồi hướng đó cũng đơn giản. Dạ. Được cao với động từ nào thì mình đặt đi, tập đặt đi. Lớp còn tập đặt câu được ít. Nhất tình này chúng ta học mấy lần rồi? Tùng sắp cú sắp sắp đi càng thì lúc anh nào đi hà ràng chả là ý câu này ý nghĩa cái chữ sao bắt cắn này là gì nè, để tử hay sao tử biết gì là cách thứ mấy thứ tám này này đệ tử hả? Dạ. Tại chữ nếu mà dùng mà người gác chết tí thì nó hay hơn, nhưng mà bây giờ sẽ cho cái câu này phải bắt buộc phải đặt như vậy thôi. Sao bắt buộc đặt như vậy? Cái tí này thì là đi giống như là đi đi dạo á, còn gác chết tí. Nhưng mà chữ sao mà chữ sao bắt cắt thành sao? Này đệ tử thành sao? Dạ, phải là...
câu này cũng nói đến là lâm tôn để nghe pháp không viết câu đơn giản vậy mà. Thầy tự những cái câu mà này tranh ná hay đánh xe quy nhiều bằng cung á. Nếu mà sư đã có cụm từ mà quy lúa ná quý ha rê nó nằm ở đó là phải dịch sao sư? Sao có cá này không có xài gì được? Vậy con thấy không có cá này nó không giống là tên người được, nên là phải cụ thể là gì trực tiếp với mình, người trực tiếp với mình mới được. Ví dụ người thầy mà kêu người học trò hay sao sao sao? Đó là xin cá hả? Dùng chỗ đó. Đó, mấy cái này, tại câu này nó phải nói cụ thể được. Học trò nó phải học trò tên gì? Ví dụ như là này ông Phát Thí Xá, này cô Lý Tá, hãy đi đến gặp bậc đạo sư để nghe pháp ở tại Vi Lu Quán Nát. Vậy nó mới được. Phải một cái tên cụ thể nó mới được. Bây giờ sư đánh nhầm chữ Manita, Manita lên sơn thơ sơn. Bạch sư, sư viết giùm con cái câu này được không sư? Sư, nếu mà cái câu mà đặt quy lúa ná quý ha răng, nếu mà nằm ở là dạng thuốc từ là không được hết sư. Tại ở đây mình có cái chữ xanh thì căng rồi. Dạ. Yeah. Nhờ ai đó biết thì đi ba đi cố. Đi xe. Đợi người bạn.
Rồi còn ai đặt câu gì nữa không? Dạ con sư, nhưng mà con đang viết. Dạ bạch sư, dạ con đang viết. Vậy con đọc sư viết luôn con nha sư. Apathiko Dukkhang Vipacchitta Parinibbana. Tự viết cái post lên. Dạ. Sư con mới bóp một câu sư. Mát mát mà và kim hà. Alo con còn. Thì con viết cái câu này là mong cho mẹ. Mong cho mẹ. Ví dụ con viết cái câu như thế này con đọc vậy nhưng mà con viết không biết đúng không? À, mong cho mẹ của tôi sau khi khỏi bệnh không còn rên rỉ. Câu người biết được nhưng là ý nó không hay. Đương nhiên hết bệnh rồi nổi rên rỉ làm gì. Mà cái câu nhiều khi sẽ cho hạt hình sẽ cho viết mà sẽ không có đưa từ lên thì dễ đặt câu nó dễ. Còn bây giờ sẽ đặt câu cái từ đó mà kiếm cái từ mình để viết thành câu nó cũng khó. Sẽ không có đưa cái động từ ra thì dễ viết cái câu dễ viết lắm. Giờ sẽ đưa động từ ra biết viết làm sao giờ. Sư con câu này thì biết là câu này, ví dụ mấy câu này ví dụ mà đang bệnh mà ước muốn như vậy thôi đương chứ đâu phải là bệnh rồi mới xong rồi mới nói câu này đâu thưa sư. Tôi không biết cái câu là mong cho mẹ của tôi được khỏi bệnh đi cho nó dễ. Cái câu này sẽ cho là Bariye quá tí. Thì là tìm câu mà. Cái gì sao tí. Ủa dính lộn chứ. Bariye sao tí. Rồi đừng chuyện. À cái gì lộn. Không. Vậy là con viết cái động từ nó lộn.
Bây giờ sao tẩy tẩy gì nữa? Không đúng động từ cũng được, miễn sao mình có được câu mệnh lệnh cắt được rồi. Không đúng động từ thì dễ nhất lắm, nhiều câu lắm. Padiko dukhen dipaji tua napari devi tua bắt quả bị gạt tiền bạc bắt nên móc Padiko dukhen dipaji tua pare devi tua người bệnh sau khi nằm một cách đau khổ đã rên rỉ. Câu này đâu có liên quan gì tới mệnh lệnh cắt đâu. Nó bỏ sư, cái câu của con là a quân cha và trăm ý sư. Câu trên của con là bác quân trăm ý. Sao bác quân trăm ý? Amma mà. Amma ngồi thứ mấy? Hello. Dạ con có câu sư. Lắc ca mình trăm ý đi phải chất khác. Người già này dịch sao, con này dịch sao? Những người già hãy nằm trên giường. Những người già gì? Những người già nằm trên giường là nó thì hiện tại rồi, nó đâu mà lành cách được. Nói là cái tụi như chú đang dòng nói là nhà hãy nằm trên người. Nó biết vậy là thì hiện tại chứ không cách nào mà lên cắt được. Với lại ở đây cái chủ từ với cái động từ đó cũng không có hợp với nhau. Chủ từ là ngôi thứ ba, trong khi đó động từ nó lại là ngôi thứ hai. Không, nhưng mà cái này là nếu mà là cách làm người đối diện mình nói mà giống như là những cô y tá nói với những người lớn tuổi, những người già là nói chỉ là các cụ hãy nằm trên giường đi vậy đó. Thì nói làm sao? Thì là phải sử dụng ngôi thứ hai mới được. Cái này con sử dụng cái thứ 8 mà. Hả? Cái nói từ nào? Cái từ đầu là cái thứ 8 á chứ. Này những người già hả? Dạ. Nhưng mà động từ đâu được sử dụng vậy, cũng nó đâu hợp với động từ. Nhưng mà này, trường hợp đang nói người đối diện ở đó mà sao? Này những người già. Rồi sao nữa, dịch ra đâu nói lại coi. Giống như là này các cụ hãy nằm trên giường. Này các cụ hãy nằm trên giường. Cái gì động từ a hí? Cái gì phải có tâm hê vô nữa mới được. Hiểu gì đó mới được.
ngon, A Hí là được rồi, A Hí là ngôi thứ hai xuống. Không, em đang xài số nhiều mà chị Thoa. Chị A Thá. A Thá à. Chắc là câu này cho nói là Mahalaka ở đây là chỉ là danh từ những người già rồi, chứ không có phải là này các bạn, không phải là kêu nói người đối diện đâu. Em xài cách thứ 8. Cách thứ 8 số nhiều. Chắc như là này thôi, các cụ, các cụ hãy nằm trên giường đi. Chưa có biết là cái chữ mà các cụ đó nó sử dụng cái chữ gì. Tại chữ Mahalaka thì nó cũng tạm thôi. Đúng là xài, nếu mà xài dành bằng lần cách thì được. Mà xài nó không có cái kiểu sử dụng như thế này. Cũng là mà lên cách đó, đó là tin cho Phật giáo được trường tồn thì đó, câu đó cũng là lên cách và lên cách là câu thánh, câu tin. Ví dụ đề qua quân nhân no anumo đan tú cũng là mà lên cách nhiều câu gì để viết, nhưng mà tại vì cho chọn mấy động từ thì nó hơi viết tìm từ nó khó, viết thành câu nó hơi khó. Rồi tạm như đó đi. Tôi nghĩ cái câu trên hồi nãy là được, không tôi câu A Ba Thí Cô gì đó. Không, câu này bỏ. Câu A Ba Thí Cô thì bỏ. Không có đồng. Câu cuối này là mình hiểu ngầm cái chủ từ nó là tâm hê. Cái chữ để dùng gọi cho người già mà mình xưng hô trực tiếp không biết gọi là, không biết nó còn cái từ nào khác không. Thì thôi cứ sử dụng ở tầng này đi, rồi sau này nếu mình thấy thì mình sẽ chỉnh sửa lại. Rồi chúng ta chuyển sang phần đọc văn ha. Câu như đây, trong phần đọc đoạn văn này thì mình sẽ tìm hai phần đi. Một là tìm tặng từ động từ dạng mình là cách, thứ hai là tìm danh từ bị ngữ ý ở dạng trung tính. Rồi giờ chúng ta đọc một bài. Utiyo de waputo. Utiyo raja kumaro jasana tatichapa sadamha. Ikamitwa
này mà ở ngoài em đi bị nhiễm Covid. Ô già nàng cái chi tòa đức chi tăng và há ghi là nàng à và thi thằng phát dùng đi phát trần tăng và đấy đề văn thằng lô hi tành chát phục vụ chát tác sát ác khi sô tác hà ná múc hà đi khi cà dằn ghê hi ra làm tí ná sa ác thì ní à cô thì giáp mà nô vi giáp ô chi ta ni a hệ sung ra cha cô mà rồi chân na sa ra thìn cô chi tòa so a pa thi cô hồ tây ti nhã tòa nàng a vô cha chân na uy mà nàng ni quát ti tùng sắc thật tăng pa chê hi ti so nàng a gà tô đúc khi đùng mút nô cha ta sa sa ti cha ra bành nhà dí sa ti và thi phải nhà di sa tì thi phải khả di atha kho so chìm tề si a hằng atha a pa thi kho phau vi sa mi tề na hi cha ra ya cha ti ya cha ra ya ya thim ha cha pa mun chi tùng vi thình pa ri ye sa ya mi ti hai lần nữa. Tu ti yo đề quá đủ to. Tu ti yang ra cha cô mà rồi cha thành ná sa ra thì cha pa sa đầm hà ni kha mi tòa vi cha ri tùng u ya nàng cái chi tòa đúc ki tàng pa la ha ni là nàng a pa thi càng phát sung ni pa chân tàng pa ri đề quan tàng lô hi tành cha phục vụ cha ta sát a khi sô ta khả na múc hà đi hi ca yang ghê hi ca làm tí ta sát a thì ni co a co đi giác ma nô vi giác ru chi ta ni a hê sung ra cha cu ma rô chân na sa ra thình cu chi tòa so a pa thi co hô tê tí nhá tòa năng a vô cha chân na vi ma năng ni vốt đi quát ti tùng sắc ca tăng pa chê hi ti so nàng a ga to đúc khi đùm mô nô cha ta sát sát ti cha ra bài nhà yi sát ti ya thi bài nhà yi sát ti bài chà yi a tha ko so chân tê se a hằng a tha a pa thi ko pa vi sa mi tê ni hi cha ti ya cha ra bia thim ha cha pa mùn chi tùng vi thình pa ri ye se ya mi ti. Rồi mời là giơ tay lên để đọc bài. Phước Chiên là mời lớp đọc bài. Xin mời quý vị ra đây và xin mời cô Kim Cúc ạ. Thưa sư, cô xin đọc ạ. Đu ti yo đề quá đu tô đu ti giang ra chá cú ma rô chá cha ná sa ra thi chá ba đa đam hà ni kha mi tòa vi chá ri tung vi gia năng gát chi tòa đúc khi tăng ba lá ghi ghi là năng a ba thi căng bát sung ni bát chăng tăng bá ri đê quang tăng lô hí tăng chá búp vô chá tát xá Akiso ta kha na mukha di hi ka dân về hi gá làm tí ta xá Akini Akoti giá mano quý giá. Thưa sư đẩy lên con. Vũ trí ta ní A hệ sung Raja Kumaro, Chana Sarathin, Bukitoa So, Abathiko, Hotiti, Nhá Toa, Nang, Avocha, Chana, Vimanang, Nivatitung,
Sakatang Pachehiti Sonang Agato Dukhi Demuno Chatasa Sati Charapanya Nisati Yathi Panya Nisati Pachati Akhako So Chintesi Ahang Atha Abatito Favisami Tehani Tenahi Chatiya Charaya Ya Kimha Cha Pamunjitung Vithin Pachaya Sami Ti. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Thưa sư con xin đọc bài Đu Tí Vô Đề Quá Rù Tô Đu Tí Giàng Ra Chá Cúng Mà Rồ Chá Chà Ná Sà Rách Thị Chá Bà Sà Đầm Hà Đích Khám Tòa Quý Chá Rí Tùng Uy Già Năng Gách Chí Tòa Đúc Khí Tăng Bà Há Kỳ Đà Năng A Bà Thí Càng Bách Sùng Ní Bách Chân Tăng Bà Rí Đề Hoàng Tăng Lô Hí Tành Chá Úc Bồ Chá Tá Xá Ác Khí Sô Tá Gà Ná Mú Khà Đi Hí Cà Dằn Ghê Hí Gá Lăng Tí Tá Xá Ác Thì Ní A Cô Tì Giá Mà Nồ Quý Già Bạch Sư đẩy lên giùm con ạ. Rú Chi Ta Ní Á Hề Sùng Ra Chá Cú Mà Rồ Chà Ná Sa Rát Thình Bố Chí Tòa Sô A Pà Thí Cô Hồ Tì Tí Nhá Toàn Năng Á Vô Chá Chà Ná Ní Mà Năng Ní Quá Tí Tùng Sắc Cá Tăng Bà Chê Hì Tí Sô Nằm A Gá Tô Đúc Khì Đồng Mú Nô Chà Tá Sá Sá Tí Chá Ra Bà Nhà Giết Sá Tí Ví Gia Thí Bà Nhà Giết Sá Tí Tí Bách Chà Dí Á Tá Khô Sô Chinh Tê Sĩ Á Hàng Á Thà A Bà Thí Tô Phá Quýt Sà Mí Tê Na Hí Chà Tí Già Chá Ra Giá Ví Gia Thình Hà Chá Bá Mùn Chí Tùng Quýt Thình Đi Về Xây Già Mì Tí. Con xin hết ạ. À. Xin mời Phật tử Phạm Cận Thảo ạ. À. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Bú Tí Dô Đê Quá Bú Tô Bú Tí Răng Đà Chá Cú Mà Rô Chá Chánh Ná Sa Rá Thi Chá Đà Sa Đâm Hà Nít Khá Nít Tòa Dì Chá Rí Tùng Ý Gia Năng Gác Chí Tòa Bức Thí Tăng Bà Ná Dí Na Năng A Bà Thí Tăng Bách Sùng Ní Bách Chàm Tăng Bà Di Đề Hoàng Tăng Nô Hí Tành Chá Bức Bồ Chá Tát Xá Ác Thí Sô Bà Gà Ná Mú Khà Đi Chí Cà Giàn Gê Hí Gá Nam Tí Tát Xá Ác Thí Ní Apo Ti Giá Mano Ví Giá Vũ Chí Ta Ní Á Hê Sùng Chá Cú Mà Rồ Chanh Ná Sa Ra Thình Búc Chí Tòa Hồ A Bà Thí Cô Hồ Tí Tí Nhà Tòa Năng Á Vô Chá Chanh Ná Ví Mà Năng Ní Rắc Tí Tùng Sa Cá Tăng Ba Chê Hi Tí Sô Năng A Gát Tô Đúc Khi Đùm Mú Nô Chà Tát Xá Xá Tí Chà Ra Bành Nhà Dít Xá Tí Ví Gia Thí Bành Nhà Dít Xá Tí Tí Bách Chà Dí A Khá Khô Sô Chinh Tê Sĩ A Hằng Ép Thà A Bà Thí Tô Phá Quýt Xà Mí Tên Má Hí, Cha Tí Già, Cha Già Giá, Ví Già Thình Hà, Chá,
Tá mừng chí tùng viết hình đã đi về thầy già mì tí. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Thị Nương ạ. Thật sư, con xin đọc ạ. Đức tí vô đề quá đức tô đức tí văn ra chá u ma rô chá chan ná sa ra thi chá ba tá đâm hà Nikamitua Vicharitum Vichanang Gachitua Dukhitang Bahagilanang Abatikang Pasum Nipachang Tua Nipachang Tang Bari Dewang Tang Lohitang Cha Bukbo Cha Asa Akiso Taga Namut Kha Chika Yang Gehi Galanti Tasa Athini Akho Tiyang Tiya Mano Viya. Bà sư đẩy lên con đọc phần sau. Ruchitani Ahesung Raja Umaro Channa Sarathing Ruchitwaso Abatiko Hoti Hotiti Nyatwa Nang Avocha Channa Vimanang Niwatitum Sakatang Pajetiti Sonang Agato Duki Dum Muno Chatasa Sati Chara Panya Chisati Yati Panya Yisatiti Pachahi Atako so Chintesi Ahang Atha Apatito Bawisami Tenahi Jatiya Ya Raya Yatiha Ja Pamuchitum Witi Pari Ye Se Yang Mi Ti. Dạ bà sư, con xin hết. Xin mời Ngọc Trân ạ. Tôi dở lên rồi con. Tôi đọc lại với anh. Duti yo dewa duto duti yang raja kumaro cha sana sarathi cha pasadam ha nikamita vicharitong yanam Rachita dukhitang palagilanang apatikang pasum nipachantang paridewantang lohitang cha pupo cha tasa khipso ta khana mukha dihi kayang gehi galanti tasa thi ni akoti giá mà nô quý giá. Để sư xe kéo xuống một lần. Chita ni Raja Kumaro Chana Sarathin Chita So Apatiko Ho Ti Ti Nha Tòa Nàng Avo Chá Chana Vima Nàng Ni Vá Ti Tùng Sakatang Pá Chê Hi Ti Sô Nàng Agato Đúc Hiền Đừng Mũ Nô Chá Tá Sá Sá Tí Chá Ra Bà Nhà Dí Sá Tí Chá Thí Bà Nhà Dí Sá Tí Tí Bá Chà Dí A Thác Hồ Sô Chín Tê Sĩ A Hàng A Thà A Bà Tí Tô Phá Quý Sà Mí Tê Nà Hí Chá Tí Dà Chá Ra Giáo Dà Thìm Hà Chá Bá Mùng Chí Tùng Quý Thiền Bá Đi Dê Sê Dà Mì Tí Thưa sư xin hát. Dạ thưa sư, các Phật tử đã đọc xong bài. À,
Rồi bây giờ chúng ta tìm động từ mà làm cách và danh từ vị ngữ ý và trung tính. Dạ thưa sư, sao con đọc được không? Nãy giờ con bận. Nãy giờ mất trả lời điện thoại. Dạ. Dạ con đọc đi xin. Đu ti dân, rê trế cú mê rô chế, chen ná xe rơ thí, xe rơ thí chế, bà xe đâm hà, ít khế mít toa. Quý chê rí tùng, quý dê năng, gắt chí tòa, khí tùng. Bà hai gí năng, à bà hí căng, bà sùng. Nếp chăng tăng, bà rí đề quần tăng, lô hí tình chế. Búc bồ chế tách xế, ác khí sô tế, gê. Nè, gần nơ mút khe, đi hí kè, dân gây hí, gây lần tí tất xế, ấp thi lý, ạ cô tí dế mà nồ, quý dế. Dạ, thầy sư đẩy lên con. Rú chí tà ní á hì sùng, rà chá cú mà rô, chán ná sà rá thìn, búc chí tòa sô, á bà thí cô, hồ tì tí, nhà tòa nằm, á vô chá, chán ná quý mà năng, ní quách tí tùng, sà cá tăng, bà chê hì tí. Sô năng a gá tô trúc khi đùm mù nô trà tách xế xế tí trà rè bần nhà ít xế tí dè thí bần nhà ít xế tách tí tí ít xế tí tí bất trà quý bất trà dí ách á thái khô sô chinh tê xí á hằng át thè à bà thí tô phá vứt xà mí tê ná hí trà tí dè trà rà dế và thìm hà chá bà mùn chí tùng quý quý thìn trà tắc ngành ta rớt mẹ mà. Dạ, con không thấy màn hình. Bên sư bị rớt mạng này chị ơi. Dạ. Không thấy sư ở đây nữa. Cái đường nào chị cứ tưởng là mất kết nối ở bên chị. Giống hồi trước rồi. Chắc sư không biết rớt mạng quá, có gì qua hay là Trân gì gọi sư.
mát sư bận trong khi chờ đợi trong khi chờ đợi giờ mọi người tìm cái từ hình câu hỏi cho trả lời sư không có bắt máy. Từ mà cái từ mà lệnh cắt ba hê hi vậy là mình nói là ba hê hi tí ha Ngọc Trần ba chê ba chê hi tí luôn. Tôi thấy cái câu nè cha ná vi ma năng nè vi quát chi tung sắc ca tăng ba chê hi rồi mình trả lời là ba chê hi tí luôn à? Đó là ba chê. Ba chê hi. Ba chê hi. Cái lại ác thí ní là danh từ trung tính chỉ nữ ý. Thì ác thí ní. Có chữ ác khí, ác khí sô tá ga má mút khá, ác khí là xương, dưới là ác thi ní. Thấy cái chữ ác khí sao nó dính chung với chữ sô ta là mắt tai mũi lưỡi gì lơ chung luôn á chị Cúc, vậy là mình tính làm sao? Cái này mình tính chữ ác khí xương của mắt thôi chứ ác khí dạ ác khí là mắt, sô tá là tai. Cái này mấy chữ ghép lại dạ. Đúng rồi, mấy chữ ghép lại luôn. Bây giờ mình tính chữ ác khí thôi, ác khí với lại. Hồi xưa có một mình này kia. Mắt. Xưa chưa mở mic. Lát làm được gì nãy giờ? Yeah, nãy giờ em tìm. Chị tìm từ. Dạ rồi gần xong rồi sư đẩy lên con đi, nãy nó bị rớt mạng không thấy gì luôn. Thôi bây giờ qua phần mới đi. Dạ dạ. Giờ tìm động từ đi. Dạ. Động từ có chữ ba chê hí, ba chê hi. Ba chê hí. Ba chê hí. Ba chê hí trong câu là cha ná. Quý ma năng sát cát tăng ba chê hi tí thì chữ ba chê là mở lần cấp ba chê hí chữ ác thí dạ con bằng qua cái danh từ trung tính biển ngữ ý là chữ ác thí có một cái mở lần cấp hồi xưa rồi dạ có một cái mệnh lần cấp thôi từ trung tính biển ngữ ý có không. Dạ có ác khí có chữ ác khí. Ác khí. Ác khí. Ác khí là ác thi. Ác thi ní. Xương. Là xương. Ác thi ní. Rồi còn nữa không? Đó là xương. Dạ hết là xương rồi. Rồi giờ chúng ta xem phần đọc bài tập tí đi. Sửa bài tập được mấy câu hay mấy câu thôi. Cô Tân cho lớp bốt phần bài tập. Sư chắc có các khánh vô á sư. Các khánh mở file rồi sư. Bốt phần bài tập với sư ra các khánh. Cho lớp đọc bài trước.
cho lớp đọc bài trước tí đi à. Dạ dạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo đọc trước. Dạ bạch sư, con xin đọc bài dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất: Đú tí giang ra chá cú ma rô quý chá rí tùng ba sa đâm hà đích khá mí toa a pa thiết tăng ma hàn lá cần bác sĩ. Câu số 2: Ra chá cú ma rô ú bát hà cần vú chí toa ma hà lắc cô a pa thiết tô tí a cha ní toa quá đi cha ná quý ma năng ni quá tí tùng sắc ca tăng sắc sắc ca tăng ba chê hi tí. Câu số 3: Lô hi ta ni chá búp ba chá kê la chá a ba thí ca năng ca dăng ghê hí ác khí sô tá gà kha nú kha ná mút kha đi hí gá lăng tí. Dạ câu số 4: A pa thi cô đúc khăn nít bé ní ní bách chát chí tòa ní bách chí tòa ba rí đề quý tòa ách thì tí ách thì hí rú bà rú trà giá ní xà giá ý chá tí mà rô gô mê hồ tu tí. Câu số 5: Cá rú na chít tăng a pa thi căng ô lô kê toa sát bát sát ta su khi ta hòn tu tí ra chá cú ma rát xá há đá giác bình úp bác chí. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc 5 câu dịch từ Bali sang tiếng Việt. Câu số 1: Đú tí giang ra chá cú ma rô quý chá rí tung ba sa đâm ha nít khá mít toa a ba thi tăng ma ha lắc can bác sĩ. Câu số 2: Ra chá cú ma rô ú bác thạc can quốc chí toa ma ha lắc rô a ba thi tô tí a cha ní toa quá đí chàn đá quý ma năng ni bác tí tung sát cát tăng ba chê hi tí. Câu số 3: Lô hí ta ní chá búp ba chá kê la chá a ba thí ca năng ca giang dê hí ắc khí sô tá ca ná múc ca đi hí gá lăng tí. Thứ tư đẩy lên con. Câu số 4: A ba thi cô đúc khen ni bách chi toa ba ri đề vi toa ác thi hí rú ba giá ni sa giá ít chá tí ma rô gô mê hô tù tí. Câu số 5: Cá rú na chi tăng a ba thi can ô lô kê toa sắp bá sắp ta su khi ta hoàn tù tí ra chá cú ma rát xá há đá Yasmin úp bách dí. Thưa sư xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Đu ti yam ra chá kumaro vi chá ri tùng ta sa đâm hà Nikhamitwa Abaditang Mahalakang Pasi. Câu số 2: Raja Kumaro Upatakang Buchitwa Mahalako Abadikoti Achanitwa Wadi Channa Vimanang Niwati tum sakatang
Pachehiti, Osoba, Lohitanicha, Bukbacha, Kelacha, Abathikanang, Kayang, Gehi, Akiso, Ta, Ga, Ma, Nukha, Dihi, Galanti, Sobong, Abathiko, Ukhang, Nipachitwa, Pari, Devitwa, Atihi, Ruchaya, Ichati, Marogo me hôn tu ti cô su năm caro na chi tăng apatikang oloketoa sapasata sukita hôn tu ti raja kumarasa hatta yasmin upachi. Nhà bạch sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, tôi xin đọc và dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất, Rú Ti Giang Ra Trá Cú Mà Rô Quý Chế Rí Tùng Pa Sa Đàm Hà Nhít Khá Mít To Nhít Khá Mít To A Pa Thí Tăng Má Hành Má Há Lá Căng Pa Sí. Câu số 2, Ra trái của mờ rồ, ô bát thà cần, bút chí tòa, má há lá cô, à bà thi tô tí, à trà ni tòa, quá rí, chà ná, quý mà năng, ní quá tí tùng, sá ca tăng, bà trì hì tí, câu số 3, lô hí tà ní ché, búp bà, chế khê lê, chế a bà thí kê năng, kê dê, kê dân gê hí, ác khí sô tê khê ná, múc khê đi hí, gê lành tí, và số 4, a bà thí cô đúc khăn, ní bát thí tòa, bá rê đê, quý tòa, ác thì thí, ác thì hí, Rú trà giá, nít xà giá, ít chá tí, mà gồ, gồ mê hồ tù tí. Câu số 5, gà rù nè chích tăng, à bà thí cân, ô lô kê tòa, sát bá, sát tà, xú khí tà, hoàn tù tí, rà trá cú mà rách xá, há đá giá, giá mình, cúc bát chí. Bất trí về thầy sư xin hết. Cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử cùng đẹp. Dạ, thưa sư, con xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt. Câu số 1. Đu tí giang ra chát của ma rô vít cha rít tung ba xá đâm hà nít kha mi toa a ba tí tăng ma lá Mahalak Kang Basi. Câu số 2. Racha Kumaro Ubatha Kang Buk Chi Toa Mahalak Go Aba Thiko Ti Achani Toa Wadi Chana Vimanang Ni Toa Ni Wati Tum Sa Cá tăng bà chết hi tí. Câu số 3. Lô hí tà ní chá búp bà chá kê là chá a bà thí ca năng khà dân ghê hí a khí sô tá gà ná mú khà đi hí gà lăng tí. Câu số 4. A ba thí cô đúc khăn ni bá dí chí tòa
Paride quý toa Ati hí Ru gia Ru chá gia ít cha tí Marugo mê hô tu tí. Và câu số 5 Ca rú Na chí tăng A ba thí căng ô lô kê toa Sát ba sát ta su khí ta hô tu tí. Ra chá cú ma rát xá ha đa yát nhìn úp ba chí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ con Phật tử là muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi. Tự sửa đi, mỗi người chọn một câu đi. Sư con sửa câu 3, con bốt lên rồi ạ. Sư con xin sửa câu số 4. Sư sửa câu số 1, sư sư. Dạ, cho con sửa câu số 5 luôn đi. Sao khi rời khỏi vẫn có điều gì nào? Thì bà thấy người vợ bị
Đấy, con không hiểu. Anh. Còn có hai nữa, cô hai với cô năm. Cô năm có người chết rồi chị. À rồi rồi, lấy. Có ai làm chưa? Nếu chưa cô làm. Dạ, câu số 2 chưa ai làm. À, sau con viết cùng cô luôn. Sau khi hỏi người thị giả. Sau khi hỏi người hầu đi con. Và biết rằng đây là người già bị bệnh. Thái tử đã nói Chana hãy đánh xe về hoàng cung. Rồi, cảm ơn các Khánh. Dạ, thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu. Rồi, chúng ta xem bài sửa ha. Xem bài sửa nhanh này, chúng ta nghĩ là kể sao sửa tiếp. Câu số 1. Đi dàng đều ra chắc của mà rồ. Vì chá rí tùng bà xà đầm hà. Đi khám hít hoa à bà tích tăng. Mà hạ lạc càng phá trí. Lần thứ hai, thái tử đã thấy người già bị bệnh sau khi rời khỏi hoàng cung để đi dạo. Thật kỳ vậy. Này có bất cứ quá khứ phân từ, mình mới dịch bất cứ quá khứ phân từ trước, sau đó mới dịch động từ chính sau. À.
lần thứ hai thái tử sau khi rời khỏi hoàng cung đã nhìn thấy người già bị bệnh, dịch vậy mới được. Raja Kumaro Pathakang Vichitwa Mahalakko Apatito Ti Janitwa Vatni Channa Vimanang Vivati Tung Sakatang Pajayi Ti. Sau khi hỏi người hầu và biết rằng đây là người già bị bệnh, đây là người già bị bệnh tại trong những cái hoàng kép, đây là những người già bị bệnh, thái tử đã nói anh này chanh lá hãy đánh xe về hoàng cung. Rồi được, câu số 3. Lohita cha, Koppo cha, Koppa cha, Kela cha, Apatikan Kayange ti, Akisota Mukha di ti, Galanti ma mũ, nước bọt chảy ra từ các di phần của cơ thể người bệnh. Cơ thể người bệnh như mắt, tai, mũi, miệng, vân vân, nên phải xài chữ vân vân để chữ a đi. Rồi câu 4. Có những người bệnh rất nhiều, Abhidhikan. À, Apatiko dukkhan vipajjitva parede vidva atihi ucaya nisaya ikhati marugo ho marugo me hototi. Nên bệnh vừa nằm vừa rên rỉ vì đau nhức xương cố và mong muốn rằng và mong muốn hay chấm còn hơi chấm cho tôi đừng có bệnh. Xin cho tôi hoặc là xin cho bệnh. Xin cho tôi đi dễ nghe hơn. Xin cho tôi đừng có bệnh. Rồi câu số 5. Câu đó dịch thoáng rồi chứ câu số văn phạm Bali năm. Câu này chỉ tăng Apatikan Olopetua Sapatha Sutita Hồ Tổ Tí Rà Chắc Cô Mà Rà Sa Đi Ác Mì Ngọc Bách Chí. Sau khi thấy người bệnh tâm bi đã phát sanh lên trong tâm của thái tử, tâm bi đã phát sanh lên tâm tim thái tử, tâm bi đã phát sanh lên tâm bi đã phát sinh lên trong tâm của thái tử.
cái câu này chắc mình phải sửa lại một tí. Giữ lại cái chữ căn na thôi, bỏ cái chữ căn đi. Tiền dịch là sự bi mẫn. Lên trong tâm của thánh tử rằng mong, còn mong tất cả chúng sanh được an vui. Còn mong tất cả chúng sanh được an vui. Rồi câu đó như vậy. Anh ơi, cái câu 4 ở trên nó rất khó. Một cách đau khổ từ rất, không phải là rất đau khổ. Người bệnh vừa nằm vừa đang dĩ. Ý là con nói cái câu 4 á, người bệnh vừa nằm vừa đang dĩ một cách đau khổ. Nhưng mà dùng từ rất đau khổ được không sư? Tại vì cái từ này chẳng đốt khăn á. Một cách đau khổ, cái đó là một cách đau khổ, không phải là rất đau khổ. Dạ. Xin mời Phật tử sư bảy tắt âm thanh ạ. Sửa lỡ cho nó khám. Câu nào? Câu một cách đau khổ bởi chữ rất á. Rồi lớp sửa đi, mày lớp nỉ ha. Thì tao để ý bài, để cái sao mà sửa tiếp. Tân chụp đoạn này là chưa trong. Lên cái đầu lại dùm dân lên. Rồi cái rồi. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc. Mà chúng con xin kính chuyên sư để dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui ạ. Thì bây giờ thầy kinh hồi hướng phước tính chư thiên, xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh đọc. Xin mời cô ạ. Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư. Dạ, sau đây con xin đại diện lớp con xin hồi hướng. Akasatha chapamatha devanaga mahitika buôn nhân no anumodan tu chi rằng rakhan tu sa sa năng. Akasatha chapamatha devanaga mahitika buôn nhân no anumodan tu chi rằng rakhan tu no garo. Akasatha chapamatha devanaga mahitika buôn nhân no anumodan tu chi rằng rakham tu nhà ta yo. Akasatha chapamatha devanaga mahitika buôn nhân no anumodan tu chi rằng rakham tu bà ni no. Akasatha chapamatha devanaga mahitika buôn nhân no anumodan tu chi rằng rakham tu no sada.
y đằng và ta nô buồn nhằn a sa va kha ya va hằng hồ tu an na ga tê ca lê. Dạ con kính đảnh lễ sư. Dạ con kính hồi hướng tốt đến chư thiên mã tất thức ạ. Dạ xin mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, kính chương sư, chúc sư khỏe, chúc